Chuyên mục Ghế Nóng ngày hôm nay, Đại Nghĩa rất là hân hạnh khi được mời đến phim trường thầy Huỳnh Thanh Phú, là thầy hiệu trưởng của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du. Chào Đại Nghĩa, chào quý vị khán giả đang xem đài. Dạ thưa quý vị, hồi nãy có đi chung xe với thầy Phú, ghé ngang qua nhà có một bé trai dễ thương kháo khỉnh ra chào phanh tay đàng hoàng, chào chú Đại Nghĩa đẹp trai. Trời ơi, dạ thưa, cái vụ mà đẹp trai là do Đại Nghĩa tự thêm vô đó, con trai của thầy Phú. Tự nhiên thấy cái tình huống này nó giống cái tình huống lặp lại hồi nãy quá, cho nên hỏi thăm thầy thấy sao thưa thầy. Ý Đại Nghĩa nói là con mình có giống bé cái clip đó không à? Dạ ý là vậy đó, mà không dám hỏi thẳng sợ kỳ. Dạ. theo như bản thân mình á thì thấy dụ cha mẹ dạy con đó thì chúng ta phải có ba cái cấp độ. Ở mầm non với tiểu học là một cấp, ở trung học cơ sở là một cấp, yeah. Ở trung học phổ thông là một cấp. Thì cái tuổi dậy thì của đứa trẻ nó rơi vào cái trung học cơ sở là khoảng lớp 8, lớp 9, yeah. Còn cái sự trưởng thành, cái tuổi thanh niên bắt đầu từ năm lớp 10 đến lớp 12. Như vậy thì nếu chúng ta sử dụng một cái những cái mỹ từ, những cái dành những cái tình thương thật bao la cho con mình ở cấp mầm non và cấp tiểu học á, thì đứa trẻ nó lớn, nó khôn, nó dễ thương lắm. Còn lên cấp 2 thì chúng ta phải cứng lại một tí xíu, nguyên tắc là một tí xíu, bắt đầu uống nắng vô, yeah. Để định hình cái phát triển cái tính cách cho nó rõ cho đứa trẻ, yeah. Và ở cấp 3 thì người cha người mẹ hãy đồng hành cùng con, là một người bạn, giống như bạn để, yeah, chia sẻ, để tâm tình, yeah. Thì lúc bấy giờ tôi thấy cái yếu tố đó thì nó thành công hơn, yeah. Giống như là Đại Nghĩa thấy á, là thường phụ huynh của mình á hay dạy con, nếu như mà hồi nhỏ nhỏ xíu á cứ nhớ nó là coi chừng ông ba bị bắt cóc, rồi coi chừng ông kẻ, rồi là coi chừng mẹ mìn, rồi hở chút là nếu mà không ngoan á là quăng ra ngoài đường, bỏ dưới gốc mít, bỏ dưới gốc me, cho cái bà dây chai bà lụm bà mang đi. Đó thì con nít nghe những cái từ đó rất là sợ. Nhưng mà có lẽ đúng như thầy nói, lúc đó có thể con nít nó sợ và nó sẽ nghe theo lời của mình. Nhưng những cái lời nói đó nó có thể sẽ là một cái vết khắc, nó làm tổn thương tâm hồn còn quá non nớt của các bé. Có phải vậy không ạ? Tất nhiên nếu chúng ta dùng những cái thuật ngữ mà nó không có chứa đựng cái tình yêu thương trong, yeah, đó. Và tại sao có những người cha đòn roi với con mà đứa con lớn lên, trong xã hội mình đã thấy rất nhiều là những đứa con không thích người cha hoặc không thích mẹ, mà những người mẹ người cha quá hung dữ, yeah. Thì rõ ràng cái hậu quả đó là cái tình người không có, thì dĩ nhiên là nó sẽ nuôi đứa trẻ từ nhỏ tới lớn bằng một cái tình thương mà không đúng nghĩa nữa, thì nó đáp lại bằng cái kết quả như thế. Dạ, đó là ở cái lứa tuổi mầm non tiểu học. Cái bản thân của cái đứa bé ở cái độ tuổi này nó sẽ cảm giác rằng nó bị cứ bị mang ra so sánh, và nó cảm giác nó không bằng cái bạn tí, bạn tèo, bạn A, bạn B nào đó. Và nó sẽ cảm nhận rằng trong mắt của ba mẹ mình hình như mình không có cái tầm quan trọng bằng cái bạn tí, bạn tèo nhà hàng xóm bên kia. Nó cũng sẽ bị tổn thương, đúng không ạ? Cái chỗ này rất là hay. Ví dụ người cha người mẹ hay đem ngay trong đầu tiên trong gia đình, con không bằng chị hai. Dạ. Con thua anh ba. Không biết nó có phải là con của mình hay không. À đúng rồi. Câu này hay nói. Không biết nó phải con mình không. Mà tại sao tôi lại sinh ra một đứa như thế này, yeah. Cứ phát biểu như thế. Dòng đời thì không bao giờ dừng lại, mà luôn luôn dòng đời thì nó gặp gờn. Mà khi mà nó gặp gờn trong cuộc sống á, thì nó sẽ bị sốc. Và cái cú sốc đó rất nặng với một đứa, một đứa trẻ hay là một người lớn. Được sống trong một cái tình thương không như vậy thì không được. Phải biết dạy con mình nếm mùi thất bại và chỉ cho nó cái thất bại và rút cái kinh nghiệm, phải phân tích cho con mình thấy, yeah. Hiện nay phụ huynh mình rất ít dám dạy sự thất bại cho con mình. Do đó phụ huynh phải lắng nghe con, mà phải dạy con, rồi phải làm bạn với con để nắm bắt cái tâm sinh lý của đứa trẻ ở trong nhà và ở nhà trường. Tại vì đứa trẻ từ lớp 1 đến lớp 12 thì có nhà với trường là chính, yeah. Mà cái muốn cái quan hệ nó tốt, muốn đứa trẻ phát triển tốt là con ngoan mà trò giỏi, thì người phụ huynh của chúng ta phải sắn vào, phải tìm hiểu và phải lắng nghe để chia sẻ. Khi mà không có sự phối hợp đồng bộ của cha mẹ hay của trong gia đình thì chúng ta thấy một đứa trẻ nó trưởng thành lên cái định hướng nó không rõ ràng. Thì chúng ta hay có một cụm từ là con hư tại mẹ thì cháu hư tại bà. Cái điều này nói dễ tội nghiệp những người phụ nữ lắm. Thì công người ta mang nặng đẻ đau. Cái tình thương thì là có, nhưng mà đổ thừa hư tại mẹ không đúng. Đương nhiên mình biết rằng con mình là mình phải thương, phải yêu rồi. Và khi thấy con mình nó đau khổ hoặc là nó đau đớn cái gì đó thì mình sẽ phải lo lắng. Nhưng mà nếu như mà chúng ta không tỉnh táo và chúng ta đặt tình thương một cách mù quáng như vậy thì khác nào chúng ta làm hại con của mình. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi tình huống tiếp theo.
giờ này cấm không chân cơ. Đi ra ngoài cho dù là nửa bước cũng cấm luôn. Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi. Có gì để mẹ nói với ba cho. Thôi anh, có gì mình từ từ nói nó. Chứ anh đừng có la nó. Tội nghiệp con nó sai á, em biết. Nhưng mà nó đang ở trong cái tuổi mới lớn, cái tuổi nổi loạn. Mình dạy nó từ từ thôi. Lạc mềm buộc chặt mà anh. Em lại bên con nữa rồi. Dạ thưa quý vị, vừa rồi là cái tình huống mà người mẹ yêu thương con và binh vực con bất chấp, giống như là thầy Phú đã vừa mới chia sẻ, đã vừa mới phân tích cho chúng ta trước đây. Dạ, và như chúng ta thấy rằng là hầu như là đa số phụ nữ Việt Nam, phụ nữ phương Tây thì nhiều khi họ có những cái suy nghĩ khác, nhưng mà phụ nữ Việt Nam nói riêng và phụ nữ châu Á, Á Đông nói chung á, thì thường là như thế. Cứ có cảm giác rằng là con mình lúc nào cũng là nhỏ bé, dù cho nó bao nhiêu tuổi rồi đi chăng nữa thì vẫn cảm giác là cần phải ôm ấp, cần phải bảo bọc trong vòng tay của mình. Nếu như vậy thì theo thầy, người phụ nữ có cần phải thay đổi về cái cách thương con hay không? Có cần phải cứng rắn như người cha hay không? Cái tình thương thì không thể thay đổi. Tại vì vốn dĩ con người chúng ta, mà nhất là người phụ nữ, người mẹ nó thì luôn luôn bao la cái tình thương với con. Nhưng mà chúng ta thương như thế nào, cái cách chúng ta hành xử như thế nào, chúng ta không phải là trở thành một người phụ nữ hung dữ, hay là một người phụ nữ cứng rắn, hay một người phụ nữ mềm mại, hay là người cha phải cứng, người mẹ phải mềm, vân vân. Tất cả chúng ta như vậy thì không phải. Nhưng mà theo quan điểm của tôi trong cái cuộc sống mà thực tế mình thấy đó, những cái việc con mình làm sai thì ai sẽ là người khẳng định cái sai đó? Con sai cái đó rồi, con phải làm như thế này, thế này, thế này. Hay là một đứa trẻ mà thiếu một cái cử chỉ hành động khi đi học về mà quên chào ông bà cha mẹ, thì chúng ta cũng phải chào ông bắt bé phải làm lại. Cái việc làm lại nó không phải là tốn thời gian, nhưng mà để nhắc nhở cái việc hồi nãy con không chào là con sai. Nhưng mà chúng ta cũng không khẳng định để là sai, mà chúng ta bắt phải chào lại. Chúng ta bỏ qua cái từ sai để chúng ta bắt cháu chào lại. Và cứ thế như vậy hoài thì nó trở thành một cái thói quen. Thì cái gì nó trở thành thói quen thì sau này trở thành cái tính cách của đứa trẻ. Cái quan tâm của chúng ta phải có một cái nghệ thuật. Chứ chúng ta đừng sẵn vô cái đó cũng quan tâm, mà quan tâm kiểu gì, anh tâm kiểu gì. Thí dụ như tôi nói đơn cử một cái việc mà các em cũng có một cái lớn lên cấp 2 cái nó xin một cái phòng riêng. Phụ huynh vẫn tạo cho các em ở một phòng riêng. Nhưng trong phòng riêng chúng ta trang bị cái gì mới là cái quan trọng. Mày nghe lén à? Em camera quay lén không? Nhưng chúng ta là trang bị nè, máy vi tính nè, điện thoại nè, màn hình nè, đi như vậy đầy đủ quá. Như vậy thì các cháu nó sẵn sàng là online trực tuyến được coi, đặc biệt là những cái trang mạng không chính thống hoặc là trang web đen. Những cái đó nó tác động rất lớn. Như vậy thì chúng ta phải biết cho một cái phòng riêng cho con mình, một góc riêng học tập, thì chúng ta phải trang trí cái gì trong đó. Đồng thời cái cửa phòng, vậy tôi xin nói hỏi một cái điều rất đơn giản, nếu con mình còn nhỏ cần gì cái cửa phòng, thì chúng ta làm một cái rèm kéo ngang qua thôi để kiểm tra, thì nó cảm thấy là có một thế giới riêng. Nhưng mà cái màn kéo qua coi lại, đó là cái quy ước của gia đình, thì mẹ không thích làm cái cửa thì con cứ ở trong đó. Nhưng mà chính cái đó là cái để chúng ta kiểm tra. Nhưng mà chúng ta đâu có nói với đứa trẻ là mẹ không có làm cửa, mẹ sợ con đóng cửa con làm chuyện bậy trong đó, là chúng ta dẫn đường cho hưu chạy. Chúng ta không nói, chúng ta cứ làm cái phòng mà không có cái cửa, chỉ có cái màn kéo qua, vậy thì chúng ta đã làm được cái điều đó. Dạ, vụ này hay nha quý vị. Nếu giờ mà nói chứ mẹ không làm cửa để mà rình con, mà theo dõi con, thì thế mà nào kiểm nhỏ tra nó con cũng sẽ có cảm giác là bị rình rập. Nó cảm giác là mất tự do, xâm phạm quyền riêng tư, động vào cái thế giới riêng của nó, nó sẽ phản ứng kịch liệt. Nhưng mà bây giờ xây cái nhà xong, con ơi, tới đây mẹ hết tiền. Mẹ không đủ tiền để làm tiếp cái cửa nữa, mẹ chỉ đủ tiền để mua cái rèm kéo ngang qua cho con thôi. Thì đứa nhỏ nó sẽ cảm thấy rằng, à, cái điều này là hoàn toàn hợp lý. Tức là ở đây thầy Phú nói là cái cách mà chúng ta làm, cái cách mà chúng ta nói như thế nào cho nó khéo mà thôi. Chứ còn cái kia mà mình làm rồi đó là cái chuyện của người lớn. Mình biết, mình mưu toan, mình tính hết đó. Mình không làm cửa để mình còn theo dõi con mình. Nhưng mà mình nếu nói trắng ra thì con nó sẽ phản ứng. Cho nên mình lựa lời mình nói sao cho nó khéo, nó hay. Đó là cái nghệ thuật dạy con của những bậc phụ huynh. Còn riêng em, nếu như em là phụ huynh trong căn phòng đó, bích bùng luôn, khóa cửa cho lại luôn, gắn cái camera quay lén, để cái máy nghe lén con mình nó làm cái gì làm sao bị hết. Dạ thưa quý vị, nãy giờ thì thầy Phú đã phân tích rất là nhiều cho chúng ta nghe về cái việc là
cha mẹ cần phải quan tâm con cái như thế nào, rồi cũng như là cái sự kết hợp giữa gia đình với nhà trường ra làm sao để cho con em của chúng ta có thể học và phát triển một cách tốt nhất. Cái chuyện quan tâm là đương nhiên, quan tâm sâu sắc cũng là cần thiết, nhưng mà cũng cần phải có một cái khoảng riêng tư dành cho các bé. Bởi vì như thầy nói hồi nãy là ở cái độ tuổi mà từ trung học cơ sở trở lên á, thì lúc đó các bé đã có cho mình những cái mối quan hệ khác ngoài gia đình. Rồi chưa kể là các bé đã tự cho mình một cái thế giới riêng mà sẽ rất khó chịu khi những người lớn của chúng ta xâm phạm vào. Qua cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì hy vọng rằng tất cả những bậc phụ huynh chúng ta sẽ có thêm cho mình những cái kinh nghiệm trong cái việc chăm sóc và dạy dỗ con cái. Đặc biệt là với những gia đình nào có con em đang ở cái độ tuổi dậy thì á, tôi muốn chia sẻ với quý vị khán giả đang xem đài một điều nó hết sức quan trọng là hiện nay phụ huynh chúng ta cố gắng hết sức dành một thời gian nhất định trong một ngày với con mình. Vì biết rằng cơm áo gạo tiền, cái việc mưu sinh là việc rất là cần thiết trong cuộc sống ngày hôm nay, nhưng mà không phải là nó là tối ưu trong một cuộc sống. Một gia đình hạnh phúc là một gia đình có một cái thời gian nhất định ở bên nhau, một cái tề tụ bên nhau để chia sẻ trong một ngày lao động của cha mẹ, việc học tập của con cái. Đó là một cái sự chia sẻ hết sức quý báu trong cuộc sống ngày hôm nay. Một lần nữa là chúng tôi kêu gọi phụ huynh hãy dành một thời gian nhất định cho con mình. Và như thế thì chúng ta tạo ra một cái mái ấm gia đình đúng nghĩa. Dạ, xin cảm ơn thầy Phú đã đến đây chia sẻ với tất cả chúng ta về cái cách dạy dỗ con như thế nào cho tốt, cũng như là cái cách mà gia đình và nhà trường cần phải phối hợp với nhau để cho các con phát triển một cách tốt nhất trong cái con đường học vấn của mình. Một lần nữa xin cảm ơn thầy Phú đã đến tham gia chương trình, và xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp quý vị khán giả vào chương trình lần sau nha.